Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Đạt đây. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy Yellow Bandito Banana. Để có được vật phẩm này, trước tiên bạn phải tạo một sinh vật. Và mình nghĩ các bạn nên chọn một sinh vật bay để có thể dễ dàng hơn. Bây giờ các bạn phải tìm và thu thập 3 ký tự giống như Kaden Bar. Để có thể kiếm 3 ký tự thì các bạn bấm H và những ký tự sẽ hiện ra. Bạn chỉ cần đi tới đó và thu thập đủ 3 ký tự. Khi các bạn thu thập đủ thì bấm H để hiện vị trí của phòng xếp hình và đi tới. Sau khi đi tới, các bạn đi qua cổng để đến phòng xếp hình. Bây giờ các bạn phải tìm đủ 6 ký tự giống Kaden Bar để có được vật phẩm nha. Get to you. So I'm looking for a miracle. Like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. It's how I feel. That you deserve better than me. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thấy video này giúp ích cho các bạn, hãy like, share và subscribe cho kênh của mình để đón chờ những video kế tiếp nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye.